Văn thơ Lập Việt liên tục tổ chức những chương trình hướng về văn hóa và bảo tồn văn học, văn thơ của đất nước Việt Nam. Cũng trong tinh thần đó, trong những năm vừa qua, giải văn thơ Lập Việt đã được ra đời nhằm mục đích kiến tạo cho tất cả mọi người, mọi giới, đặc biệt là những người cầm bút ở các nơi trên quả địa cầu này, nơi mà có cộng đồng Việt Nam chúng ta sinh sống, hoạt động và ở tại nơi đó, cộng đồng Việt Nam của chúng ta sẽ lớn mạnh. Và văn thơ Lập Việt muốn gom hết tất cả những nỗi niềm trăn trở của cộng đồng, của những người xa xứ đó, để trở thành một tiếng nói chung mà văn thơ Lập Việt như là một cái nhịp cầu nối kết để cùng tất cả mọi người ghi lại một thời điểm quan trọng sau 42 năm người Việt xa xứ ở quê hương Việt Nam chúng ta. Thưa quý vị, cũng trong tinh thần đó, ngày hôm nay một lần nữa văn thơ Lập Việt lại tiếp tục tổ chức để kêu gọi tất cả những văn thi sĩ, những người có tâm huyết, những người muốn nói lại cho thế hệ ngày mai những điều mà họ đang nghĩ về, trăn trở về, ước mong về một đất nước Việt Nam có độc lập, có tự do, có dân chủ và bảo tồn tiếng nói, bảo tồn văn hóa và văn học, nghệ thuật của dân tộc Việt Nam. Kính thưa quý vị, lý do như vậy, ngày hôm nay một lần nữa, ban tổ chức, ban điều hành văn thơ Lập Việt hân hoan chào đón tất cả quý vị quan khách đến đây, cùng với tất cả những người trong gia đình đã nhận lãnh. Và thưa quý vị, hơn ai hết, sự hiện diện của quý vị là một điều đặc biệt để nói lên tinh thần của những người Việt Nam xa xứ nhưng không quên nguồn gốc và văn hóa dân tộc Việt Nam. Một lần nữa, chúng tôi xin trân trọng kính mời tất cả quý vị bước vào phía trong để chuẩn bị cho chương trình nghi thức lễ chào kính quốc kỳ và bắt đầu để chúng tôi khai mạc cho buổi lễ ngày hôm nay. Trong chương trình này, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cô MC của chương trình này, MC Hạnh Thảo. Dạ, thưa anh Thảo, xin cảm ơn anh Nguyễn Hồng Dũng, cũng như cảm ơn sự hiện diện của tất cả quý vị nơi đây. Đó là một cái niềm khích lệ cho ban tổ chức, cũng như cho sự bảo tồn của tiếng Việt tại đất nước hải ngoại này. Và xin kính chúc cho tất cả quý vị một luôn luôn được tâm hồn của mình được bình an và luôn luôn được hạnh phúc cũng như may mắn trong mỗi ngày. Xin cảm ơn thật nhiều. Kính thưa quý vị, để ổn định và chuẩn bị cho nghi thức lễ chào kính quốc kỳ, chúng tôi xin trân trọng kính mời chiến hữu Hoàng Thưởng bước lên máy ghi âm để chuẩn bị điều khiển lễ chào kính quốc kỳ hôm nay. Xin quý vị cho một tràng pháo tay để chào mừng chiến hữu Hoàng Thưởng, thành viên của văn thơ Lập Việt, trưởng ban nghi lễ. Chúng tôi đón tiếp quý vị đến đây để dự một buổi lễ trao giải thường niên hàng năm, năm 2017. Chúng tôi trân trọng kính mời tất cả quý vị đứng lên nghiêm chỉnh hướng về quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ. Chúng ta chuẩn bị nghi thức chào quốc kỳ. Ladies and gentlemen, please stand up for the opening ceremony. Tất cả chú ý. Nghiêu! Quốc ca Hoa Kỳ bắt đầu. National Anthem of the America. Oh.
Thank you.
Văn thơ đặc biệt đã thành lập được kể như 25 năm. Sở dĩ văn thơ đặc biệt mở ra cái giải văn thơ đặc biệt hàng năm với mục đích bảo tồn, phát huy văn hóa Việt ở hải ngoại. Và cái mục đích mà chúng tôi nhấn tới rất là mạnh đó là chống đối cái văn hóa phá sản tại quốc nội. Cái giải văn thơ đặc biệt đối với văn thơ đặc biệt ngày hôm nay gần như được 10 năm, và chúng tôi đã hoàn thành được 10 năm. Cũng cảm ơn tất cả các quý vị đã tới đây với văn thơ đặc biệt ngày hôm nay, và tôi trình diện với quý vị, đây là ban đại diện của văn thơ đặc biệt. Tôi mời các quý vị của ban đại diện lên trên này. Thứ nhất là cảm ơn tất cả các quý anh chị em đã làm việc với văn thơ đặc biệt và hỗ trợ cho văn thơ đặc biệt ngày càng phát triển mạnh hơn. Và cái sự phát triển này cũng là nhờ cái sự cố vấn của tất cả các vị cố vấn đang ngồi ở dưới kia, và cũng là nhờ tất cả các quý vị đã có lòng hỗ trợ và giúp đỡ văn thơ đặc biệt đi tới. Và chúng tôi hứa với quý vị là sẽ đi tới và giữ cái nền văn hóa Việt trước năm 1975 cho tới khi nào chúng ta về được Việt Nam mới thôi. Xin chào quý vị.